Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Thẩm mỹ viện Cindy Sydney Beauty vừa nhập về rất nhiều loại máy làm đẹp cùng với các công nghệ làm đẹp mới nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích đem lại kết quả hữu hiệu và an toàn cho khách hàng. Ngoài ra, salon cũng thường xuyên mở các lớp dạy học về beauty và đặc biệt có các lớp chuyên biệt theo yêu cầu của từng học viên, và sau khi tốt nghiệp thì cơ hội làm chủ cho chính mình chỉ nằm trong gang tấc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Cindy qua số điện thoại 0481 944 506 hoặc đến thẳng địa chỉ số 346 Calivel Road, Cali Heights, New South Wales 2166. Bạch Ngọc xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, Đảng Tự Do đã bị thiệt thòi về chính trị sau khi tuyên bố không ủng hộ chính phủ Albanese trong dự án Voice to Parliament. Trong khi đó, thì ngày càng có thêm nhiều chính trị gia kêu gọi chính quyền Thủ tướng Albanese nên có hành động quyết liệt hơn trong việc ngăn cản việc sử dụng TikTok tại Úc. Trong lĩnh vực y tế, cảnh báo trong nước về bệnh sởi cũng như virus Marburg cực kỳ nguy hiểm tại châu Phi cũng đã được giới chức thẩm quyền nêu lên. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu, ngày 7 tây tháng 4 năm 2023 của Vietface TV. Trưng cầu dân ý, cựu bộ trưởng gốc thổ dân rời bỏ Đảng Tự Do. Hôm qua, sau khi lãnh tụ Peter Dutton tuyên bố chống đối dự án Voice to Parliament của chính phủ Albanese, thì Đảng Tự Do đã bị thiệt hại về phương diện chính trị, khi một gương mặt nổi bật trong cộng đồng thổ dân, người đã từng giữ chức vụ bộ trưởng trong nội các của chính phủ liên đảng trước đây là ông Ken Wyatt, đã tuyên bố rời khỏi đảng. Và nhắc lại, ông Ken Wyatt là người Úc gốc thổ dân đầu tiên đã được chọn làm bộ trưởng cao cấp trong nội các. Và trong mấy tháng nay, ông Wyatt là một thành phần trong nhóm làm việc mà chính phủ Albanese đã thành lập để giúp chính phủ trong cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói thổ dân tại quốc hội. Cựu Bộ trưởng Ken Wyatt đã từng yêu cầu lãnh tụ Đảng Tự Do nên cho phép dân biểu và nghị sĩ của đảng có thể bỏ phiếu theo lương tâm. Nhưng đề nghị này đã bị lãnh đạo của Đảng Tự Do bác bỏ. Nhắc lại là trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2022, dân biểu Ken Wyatt đã bị ứng viên Đảng Lao động đánh bại tại đơn vị Hustlock ở Tây Úc. Bảo vệ an ninh, tuyển nhiều nhân viên công nghệ để theo dõi tình báo nước ngoài. Trước thực trạng nước ngoài ngày càng gia tăng can thiệp vào sinh hoạt tại Úc, cơ quan tình báo Úc Châu hiện đang tuyển nhiều nhân viên công nghệ để có thể đối phó với các đặc vụ nước ngoài, đặc biệt là việc tuyển dụng này đã được quảng cáo trên nhiều nền tảng xã hội để tìm kiếm các sinh viên ngành công nghệ vào làm việc với mức lương khởi điểm hấp dẫn từ 86.000 đô la đến hơn 95.000 đô la cho một năm. Cụ thể, cơ quan này đang tìm kiếm các nhân viên làm chuyên gia trong các lĩnh vực phân tích kinh doanh, điện toán, đánh máy, khoa học máy tính, an ninh mạng, kỹ sư dữ liệu, máy học, toán học, dữ liệu, phân tích mật mã, kỹ sư phần mềm, viễn thông, nghiên cứu lỗ hổng và nhiều lĩnh vực khác. Người phát ngôn của cơ quan tình báo cho biết, trong bối cảnh môi trường an ninh phức tạp và đầy thách thức và luôn thay đổi, các sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ
có thể giúp cơ quan này nâng cao năng lực an ninh mạng để ngăn chặn khủng bố, bắt gián điệp bằng cách khiến máy tính tiết lộ các cái bí mật của những đối tượng này. Người phát ngôn cơ quan tình báo cũng khẳng định cơ quan này cần những người có thể suy nghĩ và tưởng tượng ra các đối thủ của nước Úc. Trong đó, vào tháng 2 năm 2023, Giám đốc cơ quan tình báo Mike Burke cho biết Úc Châu đang trở thành mục tiêu của các hoạt động gián điệp và sự can thiệp của nước ngoài nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của nước này. Trong đó, các nhà báo, cựu chiến binh, các nhân viên tư pháp, các nhà thầu quốc phòng, lãnh đạo các cộng đồng, nhân viên công quyền và cả các chính trị gia đang trở thành mục tiêu của các hoạt động gián điệp nước ngoài với mức độ chưa từng có. Ngoài cơ quan tình báo, thì Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill cũng khẳng định sự can thiệp của nước ngoài hiện đang gây ra mối đe dọa sâu sắc và ngày càng tăng tốc với nước Úc. Và hiện đây là một trong những thách thức an ninh nội địa lớn nhất mà nước Úc đang phải đối mặt. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Claire O'Neill khẳng định chính phủ Albanese sẽ triển khai các chiến dịch quyết liệt nhằm ngăn chặn mọi hoạt động can thiệp từ nước ngoài để bảo vệ công dân và nền dân chủ của mình. Bảo vệ an ninh. TikTok gây rủi ro cho tất cả người Úc. Chính phủ Úc cần hành động nhanh chóng để ngăn Trung Quốc có quyền truy cập trái phép vào dữ liệu của người Úc thông qua các nền tảng như TikTok. Đó là thông điệp từ người phát ngôn của phe đối lập về an ninh mạng. James Patterson, người muốn người Úc sẵn sàng đối thoại về bảo mật dữ liệu kép và rủi ro can thiệp từ nước ngoài của ứng dụng truyền thông xã hội. Thông điệp của ông Patterson được đưa ra trong bối cảnh có thông tin chính phủ Albanese loan báo lệnh cấm TikTok trên tất cả các thiết bị chính thức, ảnh hưởng đến các chính trị gia và một số công chức. Trong đó, một cuộc đánh giá rộng rãi trên mạng xã hội đã được Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill ủy quyền vào năm ngoái. Một phần do lo ngại về an ninh rằng TikTok có thể bị buộc phải giao dữ liệu của Úc cho Bắc Kinh theo lệnh của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Patterson, người hiện đang ở Hoa Kỳ, để thảo luận với các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ và các quan chức an ninh, cho biết những người mà ông nói chuyện đã bối rối về lý do tại sao Úc lại lạc nhịp và tụt hậu quá xa. Ông Patterson nói rằng Úc cần sẵn sàng thảo luận về việc áp dụng lệnh cấm đối với các thiết bị của chính phủ và mục đích sử dụng cá nhân. Trong khi đó, thì Tổng Giám đốc TikTok tại Úc và New Zealand, ông Lee Hunter cho biết tin tức về lệnh cấm trên diện rộng vẫn chưa được xác nhận với ông, nhưng nếu đúng thì sẽ do chính trị, không phải thực tế. Ngoài ra, TikTok khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy ứng dụng này gây lo ngại về bảo mật. New South Wales, Thủ hiến Chris Minns thi hành lệnh cấm sử dụng ứng dụng TikTok. Sau một vài ngày chậm trễ vì ông Chris Minns nói rằng ông cần có thêm cố vấn và ngày hôm qua, Thủ hiến Chris Minns cũng đã chính thức loan báo là New South Wales áp dụng lệnh cấm sử dụng TikTok trong tất cả các thiết bị của chính phủ. Tuy nhiên, dân biểu và nghị sĩ quốc hội trong trường hợp đặc biệt có thể được cứu xét để duy trì việc sử dụng này. Ngoại lệ này sẽ được áp dụng tùy từng trường hợp một. Như vậy là chỉ 2 ngày sau khi chính phủ liên bang Albanese tuyên bố lệnh cấm sử dụng ứng dụng TikTok, thì New South Wales đã theo chân các tiểu bang Victoria, Nam Úc và lãnh thổ thủ đô ACT đã đưa ra lệnh cấm tương tự cho sinh hoạt tại Quốc hội tiểu bang. Ngoài ra, Thủ hiến Chris Minns cũng đã xóa bỏ ứng dụng TikTok trong tài khoản riêng của mình, mà ông có đến 10.500 lượt theo dõi. Đại diện của TikTok tại Úc vẫn tiếp tục lập luận rằng việc cấm đoán sử dụng ứng dụng TikTok có vẻ là một vấn đề chính trị hơn là một dự kiện thực tế.
Nhắc lại là chính phủ liên bang Albanese đã loan hành lệnh cấm này sau khi nghiên cứu phúc trình của Bộ Nội vụ, và Úc Châu là nước sau cùng trong nhóm Five Eyes, là 5 quốc gia nói tiếng Anh trong nhóm tình báo ngũ nhãn, bao gồm Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Úc Châu, đã quyết liệt cấm sử dụng ứng dụng TikTok trong hệ thống công quyền. New South Wales, cựu thủ hiến Perrottet bày tỏ lòng tri ân với cử tri. Mặc dù thất bại trong việc duy trì chính quyền trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 3 vừa qua, nhưng cựu thủ hiến Perrottet cũng đã không quên cảm ơn những thành phần, tập thể cũng như cá nhân đã ủng hộ liên đảng trong quá khứ. Sử dụng trang mạng xã hội lần đầu tiên kể từ khi thất cử, ông Perrottet đã cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của cử tri, kể cả những người đã gửi thông điệp đến chính phủ liên đảng sau khi kết quả được công bố. Và cũng theo truyền thống của các chính trị gia, ông Perrottet cũng đã ngỏ lời cảm ơn gia đình mình. Mặc dù chính phủ liên đảng đã bị đánh bại, nhưng trên căn bản cá nhân thì ông Perrottet vẫn tiếp tục thắng cử dân biểu tại đơn vị Epping. Sau khi liên đảng thất cử, ông Perrottet đã tuyên bố từ nhiệm vai trò lãnh tụ của đảng tự do, và hiện nay người ta chưa biết ông Perrottet có giữ vai trò gì hay không trong thành phần nội các đối lập. Tuần trước đây, đã có nguồn tin là cựu Bộ trưởng Ngân khố Matt King và cựu Thủ hiến Perrottet có vẻ đang nhìn về chính trị liên bang tại Canberra. New South Wales cảnh báo tình trạng thiếu thuốc tây. Bộ Y tế New South Wales hôm qua đã cảnh báo về tình trạng thiếu thuốc tây đang xảy ra tại tiểu bang này. Và điều này đã và đang ảnh hưởng đến nguồn cung của những loại thuốc tây cần thiết, chẳng hạn những loại thuốc làm loãng máu và những loại thuốc được sử dụng trong tiến trình gây mê. Hiện nay, trong danh sách thiếu hụt thuốc tây của cơ quan kiểm soát dược phẩm TGA có đến 379 loại, và sự thiếu hụt này có thể kéo dài trong nhiều tháng. Bởi lý do ấy mà giới chức thẩm quyền y tế yêu cầu các bác sĩ nên chuẩn bị công việc theo thứ tự ưu tiên để nguồn thuốc có thể được sử dụng tối đa mà không bị hoang phí. Một trong những loại thuốc đang bị thiếu là heparin, và đây là một loại dung dịch cần thiết để chống lại tình trạng máu đông, đặc biệt là tình trạng máu đông tại phổi và tại chân. Ngoài ra, còn có một loại thuốc viên gọi là warfarin, cũng được dùng để ngăn cản tình trạng máu đông tại các tĩnh mạch và động mạch. Trong số 379 loại thuốc đang bị thiếu hụt tại Úc, thì có 49 loại thuốc tây được ghi nhận là cực kỳ cần thiết, mà số lượng hiện có đang xuống mức rất thấp, đặc biệt là nhiều loại thuốc rất cần trong lĩnh vực gây mê, trong tiến trình giải phẫu. Tuy nhiên, trong vài trường hợp thì các bác sĩ có thể sử dụng các loại thuốc khác để điền thế, nhưng điều này không phải lúc nào cũng làm được. Nguy cơ bệnh silica và công nhân cần được bảo vệ. Nhưng vụ một thanh niên ở lớp tuổi 20 nhưng đã hít thở rất nhiều bụi silica vì làm việc trong lĩnh vực phá bỏ nhà cửa, và do đó nạn nhân này cần phải thay phổi. Bởi lý do ấy mà cơ quan bảo vệ phổi là Lung Foundation đã nói rằng các cơ quan thẩm quyền nên có trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng và nên ra lệnh chấm dứt việc sử dụng các sản phẩm làm bằng đá silica tại Úc. Nạn nhân là một thanh niên 25 tuổi, có tay nghề cao trong ngành, nhưng hệ thống miễn nhiễm đã không còn hoạt động vì đã hết bụi silica trong thời gian dài, khi mà nạn nhân đã làm công phá bỏ những căn nhà cũ, tức là demolish. Các chuyên gia lập luận rằng chính phủ có những quy định chặt chẽ về chất asbestos trong lĩnh vực xây cất, nhưng vào thời điểm hiện tại thì quy luật điều hành đối với loại đá silica vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Du lịch nước ngoài. Virus Marburg xuất hiện tại châu Phi, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và Thương mại TFAT.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao và Thương mại DFAT đã cảnh báo cư dân Úc là virus Marburg, một loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, đã xuất hiện tại ba nước châu Phi là Tanzania, Gabon và Uganda. Và do đó, bất cứ cư dân Úc nào xuất ngoại đến các quốc gia này đều phải quan tâm tối đa về sức khỏe của chính mình. Vi khuẩn Marburg có thể gây ra tình trạng nóng sốt, xuất huyết não, là tình trạng bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong ngay lập tức. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì mức độ tử vong do bệnh này gây ra là từ 24 đến 88%. Những triệu chứng của bệnh Marburg bao gồm nóng sốt, nôn ra máu, tiêu chảy và mệt mỏi kiệt sức. Người bệnh có hậu quả rất nghiêm trọng, đến khoảng ngày thứ 9, thứ 10 của bệnh thì tử vong. Vì lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, đối tượng nguy cơ của bệnh này là nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên y tế hay nhân viên tang lễ. Virus Marburg tồn tại trong một số loài dơi ăn quả, khỉ sống trong rừng rậm ở châu Phi, nên khả năng bị nhiễm khi tiếp xúc tự nhiên diễn ra ở một số khu vực nhất định. Với bản tin vừa rồi, Bạch Ngọc xin tạm dừng chương trình tin tức của đài Việt Face TV. Xin chân thành cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật đẹp và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Việt Face TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng thứ hai.